Hello các bạn nha, chào mừng các bạn đến kênh Du Mộc Vlog các bạn của mình nha các bạn. Và hôm nay mình có dịp mình vô nhà em mình chơi nha các bạn. Hello anh em nha, em có anh Pha vô nè. Em làm món gì thôi? Hôm nay mình có mua được món gà nướng hả? Gà nướng. Gà nướng gì ta? Gà nướng mồi. Gà nướng mồi nha các bạn. Và các bạn coi mình mặn ngay sao nha các bạn. Ở đây bạn Giang và bạn Kiệt đang mặn gà với con vạc nha các bạn. Đây là con gà, con vạc. Ủa, phải không? Con vạc. Con vạc. Đúng rồi. Không, anh em mình xóa ngay mình nướng nha. Xóa con vạc trước đi. Ừ, mình xóa con vạc. Con gà rồi. Đây đây mình sỏi vô hồi mình nướng nha các bạn. Được. Được tiếp không? Đây vậy chiều rồi. Chuẩn bị lâu không lấy trên bàn không? Ừ. Chủ nhà làm rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Chuyên nghiệp làm quá chuyên nghiệp luôn. Chưa sọt cái đầu vô trời. Đó, hôm nay mình có vô luôn với bạn Hùng nha các bạn. Đây là Hùng Nguyễn. Được không anh? Dữ không anh? Nó là hả hậu cũng kêu rồi đó. Kêu sọt đi, sọt đi. Đó. Và đây mình tới công đoạn là mình buộc lại cho nó chắc nha các bạn. Đây, đây là tới công đoạn mình buộc lại nó chắc. Đang hồi mình có gì mình làm gì ta? Mình xay hả? Ờ mình xay nó không có bị lắc nha các bạn. Bạn Hùng Nguyễn là làm khéo quá. Chiên bắn chim luôn nha các bạn. Bắn chim trên trời mà đậu con chim dưới đất được không? Ờ. Lấy nem chỗ nào Hùng Nguyễn đi qua đây thì nó lên và nhặt đầu đi xong nha. Gặp làm luôn đó. Bắn chim trời mà chết con chim dưới đất. Về chết con chim mà nhặt đầu hả? Đó, xong một em nè, xong một con vạc mình xỏ vô rồi nghe các bạn. Còn hồi là mình tới con gà. Và đây là cây thứ hai. Rồi đây là tới con gà, nên mình xỏ nó vô nghe, hồi mình nướng nha các bạn. Ê, nhập trứng, nhập trứng. Trứng con vàng, trứng con vàng. Mình gan á. Trời trời đưa đi cách ly coi nó ho kìa. Đây anh em mình định hình con gà lại rồi mình nướng nha anh em. Đây nói rồi quá. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ mình buộc thêm một cái nữa nha các bạn. Tiếp không? Cái đầu dạng nắm đúng ra nè. Siết nào, siết nào. Đó. Quay, quay, quay. Rồi, quá đẹp. Một, hai, quay được rồi. Đưa lên Giang, đưa lên Giang, được chưa? Đưa lên các bạn coi nè. Và đây là mình xong con gà nha các bạn. Chín là ăn thôi. Rồi. Và đây là cả anh em mình kiếm chỗ mình nướng nha các bạn. Cái bộ thọc tay mắm nướng trên đầu cái anh
Đây là cái chỗ địa điểm mình sẽ bắt đầu là nướng nha các bạn. Đây nguyên cái giường âm u đây. Thấy bên trong thấy vị trí mát lắm nha các bạn. Và đây còn thêm hai thành viên sau lưng nữa nha các bạn. Ở đây mình sẽ thẳng mình vô rồi. Xong mình đây quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Cây quá đẹp luôn. Đây rất là tiện cho chỗ mình nướng nha các bạn. Hồi nãy là có mưa chút xíu nha các bạn, mình tưởng là không có được nướng rồi. Ừ. Đã chứ không anh? Bù vô này rộng rãi lắm nha các bạn. Đó. Và bây giờ anh em mình sẽ đợi than rồi mình nướng nha các bạn. Bây giờ cũng sắp gần có than rồi nha các bạn ơi. Và bây giờ để cho mấy anh em mình nhóm than nha các bạn. Và mình sẽ quay cảnh ruộng cho các bạn coi nha. Mình cũng đứng bên đây cũng gần ruộng nha các bạn. Khá là mát luôn. Ở đây khá là mát. Ôi đẹp quá mát luôn các bạn ơi, mốt nữa làm clip ở đây cũng ngon nữa nè. Đó, quá đẹp luôn. Ôi,
xuống dây cày. Rồi giờ bắt đầu anh em mình xé gà nha các bạn. Xé này chứ. Không quá. Này ruột, ruột gan hả? Ruột với gan. Rồi, ngon nè ơi. Chuột với gan nè. Dữ chưa, dữ chưa. Quá kính. Nóng. Một cái kia đó, này đi rồi đó, ai đang ngồi đó. Nóng quá. Kéo dài kìa, kéo dài kìa. Để nhiêu được rồi, xéo dài ra đi, xéo dài ra đi. Ăn trước luôn hả? Ăn trước, thưởng thức trước luôn. Và bây giờ mình bắt đầu mình ăn nghe các bạn. Và bây giờ mình mời các bạn ăn nha. Ủa, quá ngon luôn các bạn ơi. Mình mời các bạn ăn cùng mình nha các bạn. Ngon quá. Quá ngon. Gọi là mỡ chấm chấm. Mình nướng rồi có cái món ăn kèm là món chấm là muối ớt chanh nha các bạn. Ăn rất là ngon luôn. Ngon của có vị lá chanh, lá chanh chống nữa nha các bạn. Giờ mình sẽ kèm miếng gà nữa nghe các bạn. Đây, mình sẽ kèm miếng gà và miếng gà nghe các bạn. Mình mời các bạn nữa nha. Quá rồi các bạn ơi. Rồi bé. Đó bé. Đó bé. Quá đã này mình. Anh em nha. Anh em miếng gà nha. Quá ngon em ơi. Quá ngọt. Mình mời anh em ăn cùng mình nữa nghe các bạn. Vô mập vlog. Hello các bạn, mình là vô mập vlog đây. Cay ké đó. Cay, cay ngon bộ. Hôm nay mình Hùng Nguyễn hả? Hùng Nguyễn và cùng anh em dạ trời trời ăn dấn mới gần chết á. Hôm nay là anh em hậu thuẫn nghe tôi ăn một bữa nay mình còn ăn dài dài với bộ à. Ủa da da nè. Ủa trời ơi mà nó bị đụng xe nghe anh em. Lại cái đụng xe. Hôm nay mình có giao lưu với bạn Hùng nữa nghe các bạn. Ủa. Hello bạn Hùng. Hello bạn. Dạ. Ở đây là anh em cùng sớm nha các bạn. Chào anh em à. Ừ, ngon quá không biết nói gì anh em ơi. Cắm nào ăn ha. Hôm nay ngon thiệt chứ bộ.
Rồi mình ăn mình ngồi kế bên cánh đồng nha các bạn, quá mát luôn, gió thổi hiu luôn. Ở trên thì có cây che nắng che mưa hết trơn nha các bạn. Bây giờ anh em làm clip rất là mát mẻ, anh em không có bị nắng. Đây là bằng kè, tới bằng kè thang nha các bạn. Wow, bạn em nghe. Chạy anh em. Bạn em nghe. Quay lại em ơi. Ồ không. Nhìn quá ngon luôn các bạn ơi. Ồ. Đây. Đúng tay luôn. Gà. Ngon không? Gà ngon không? Gà này các bạn ngon. Quá ngon luôn. Ở đây là một miếng gà và mình kẹp miếng gà nha các bạn. Ăn rất là thịt luôn các bạn ơi. Và đây mình chấm miếng muối. Và đây mình mời các bạn đó nha các bạn. Tới giạc nha các bạn. Ồ, bắn nha không mua à. Cái này là anh em mình bắn nha các bạn. Bắn đi săn được. Ờ, đi săn chứ. Đi săn chứ bắn gì. Chờ bắn mua. Và đây là thịt giạc nha các bạn. Vẫn câu như cũ, mình chấm muối đây. Và các bạn nha. Đây mình đánh vô ha, nó ngọt nè. Vừa ngọt vừa thơm vừa dai dai nữa nha các bạn. Này giống như một cái giá nè, tự nhiên đang chơi. Nhấn trùng dùng. Vậy nhấn trùng hả? Nhấn trùng. Cần cổ. Nhấn trùng. Đây gần cổ nha các bạn. Mời các bạn đó nha. Đứa kìa chạy đang lấy kìa. Nữa. Còn rồi. Lựa lên nhá. Ra luôn. Vừa mà. Tới cổ khá là ngọt luôn nha các bạn. Nó còn cần cổ nó còn giòn nha các bạn. Nhai sực sực luôn. Quá đã. Dạ ăn ăn xong con gà mở nắp hết nổi rồi. Dạ. Ké. Ké luôn. Khá là cay. Có cay. Cay rất là ngon. Nhai nghe gột gột luôn. Quý anh thấp con em ơi. Chó chết luôn rồi.
Em đi. Thấy cũng quến mà đó. Nó tao nói mà dữ không? Được. Nó tao nói mà dữ không? Khá là vàng luôn các bạn ơi. Đây. Khá là vàng luôn. Nè các bạn nghe này nghe các bạn. Đó. Đó kia quá khá là giòn luôn. Nhẹ bắn nữa thấy không? Bắn gà khi qua luôn thấy không? Vậy hay đó, mà ra mình gà nó mỏi luôn. Ừ. Nóng hơn nước sôi nữa đó. Bắn nữa cho ra máu. Ôi, để một cái để một cái miệng luôn. Rẻ này. Ồ, vị nướng mới ngọt. Thứ quá trời uống máu trong. Thịt trong rất là ngon luôn nha các bạn. Gà dễ chết á. Đây mình ăn không khỏi rồi cắm luôn đây. Ghé bụng ra rồi. Rồi à. Mời các bạn nghe các bạn. Đồ nghe cực cực luôn á. Cái này mình nướng mọi nghe các bạn. Cái này mình không có ướp gì chân á. Bởi vậy khá là ngon. Quá đã. Giống gì là thanh sạm. Quá đã. Nửa gà chiều đem về ăn cơm luôn em ơi. Nó nấu quá chị. Rồi thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn thấy hay nhớ like cho mình một like và subscribe nghe các bạn. Và tạm biệt các bạn nha.